À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các em đã đến với bài học ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được tìm hiểu văn bản Con khiếu sổ lồng, trích trong tác phẩm của Nguyễn Quang Sáng. Có một câu nói rất hay về tự do, đó chính là tự do luôn luôn nguy hiểm nhưng nó là thứ an toàn nhất mà ta có. Tự do có giá trị như thế nào? Khi mà chúng ta khao khát tự do thì chúng ta cháy bỏng đến như thế nào? Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề này thông qua tác phẩm của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần đọc và tìm hiểu chung. Đọc văn bản thì chúng ta chú ý những chi tiết nổi bật trong câu chuyện, đặc biệt là những chi tiết được miêu tả về hình ảnh con khiếu. Sang đến phần đọc và tìm hiểu chung, đầu tiên chúng ta đọc văn bản. Các em hãy lưu ý khi mà đọc văn bản cần phải tóm lược lại được những sự việc chính của văn bản. Đặc biệt cần chú ý những chi tiết miêu tả về hình ảnh và về tiếng hót của con sáo. Sang đến phần tiếp theo tìm hiểu chung, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đối với nhà văn này, cần chú ý những chi tiết sau. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng sinh năm 1932, mất năm 2014 và là một nhà văn, là một nhà biên kịch rất xuất sắc. Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000. Và nói đến những tác phẩm tiêu biểu của Nguyễn Quang Sáng có thể kể đến như Đất Lửa năm 1963, Trước Lược Ngà năm 1966 hay Mùa Gió Chướng năm 1975. Sang đến phần tác phẩm, ở đây chúng ta thấy rằng câu chuyện Con khứu sổ lồng được viết với thể loại là truyện ngắn và xuất xứ trong tập truyện ngắn Con mèo của Fujita, với ngôi kể là ngôi thứ nhất nhân vật xưng tôi, và phương thức biểu đạt ở đây là sự kết hợp giữa phương thức tự sự và phương thức biểu cảm. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, khám phá văn bản này thông qua bố cục gồm có 3 phần. Phần đầu tiên, từ đầu đến không thể thiếu được. Đây là phần nói về con khiếu của gia đình hay là giới thiệu về hình ảnh con khiếu. Phần thứ hai tiếp theo cho đến nó trở về lồng lại hót là lần sổ lồng đầu tiên của chú khiếu. Phần thứ ba là phần còn lại là lần sổ lồng thứ hai và không quay trở lại của chú khiếu. Như vậy khi phân tích thì chúng ta sẽ phân tích lần lượt với 3 nội dung chính này. Chúng ta sẽ tiếp theo với phần khám phá văn bản. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá về nội dung giới thiệu con khiếu của gia đình. Trước khi đi vào giới thiệu con khiếu của gia đình thì tác giả đã đưa ra một câu nói triết lý ngay từ đầu của câu chuyện. Đó là gì? Tạo hóa cho loài chim đôi cánh để bay, nhưng trong trời đất này có biết bao nhiêu con chim không bay được. Ở đây chúng ta thấy rằng tác giả đã đưa ra một chân lý, đó là gì? Loài chim có cánh để bay, nhưng tác giả đồng thời cũng đưa ra một nghịch lý, đó là biết bao con chim không được bay. Tức là gì? Là không được sống với cuộc sống vốn dành cho mình. Và tác giả bắt đầu đi vào giới thiệu về chú khiếu của gia đình với cái không gian sống dành cho chú. Đó là gì? Là được nuôi trong cái lồng tuyệt đẹp bằng tre nổi tiếng của Lạng Sơn. Và nếu như những con chim khác biết thì chắc chắn rằng chúng phải ganh tị. Trước lồng là nơi mà chú không lo mưa nắng và chú sống trong cái cảnh thần tiên, thức ăn thức uống thì đầy đủ. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng môi trường sống của chú khiếu, cái lồng của chú khiếu, cái không gian sống mà con người tạo ra cho chú là không gian của sự hoàn mỹ, của sự đầy đủ, của sự sẵn có, và con khiếu được bao bọc trong sự an toàn, hưởng thụ cái cuộc sống yên bình. Và đây tưởng chừng là cái cuộc sống mà hạnh phúc nhất, là cuộc sống khiến cho những con chim khác nếu như biết được phải ghen tị. Và hình ảnh chú khiếu được giới thiệu trong cái câu chuyện này là một chú khiếu mà không phải là quá đẹp đẽ, quá xuất sắc. Lông của chú một màu đen, trên đầu có một cái chóp trắng, trông chú như một lão già lụ khụ, lúc nào cũng đội cái kết. Nhưng điểm đặc biệt ở chú khiếu này là gì? Là chú có một giọng hót hay, giọng hót vừa vui vừa sao xuyến. Những chi tiết này chúng ta có thể thấy rằng chú khiếu mang cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với trước lồng. Nếu như mà trước lồng đẹp đẽ bao nhiêu thì chú khiếu lại mang cái sự hoang dã, sự bình dị, sự tự nhiên bấy nhiêu. Và vẻ đẹp của chú là vẻ đẹp vốn có,
vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng. Nhưng chú lại có một cái điểm nhấn, đó chính là tiếng hót hay. Là tiếng hót của tự nhiên, là bản năng của giống loài. Và tiếng hót ấy xứng đáng được tự do bay nhảy để có thể thăng hoa. Và chi tiết tiếp theo chúng ta có thể thấy rằng, trong cái cuộc sống lồng son gác tía của chú Khiếu, trong cái cuộc sống tưởng chừng như hoàn mỹ, nhưng chú sinh ra từ tự nhiên. Bản năng của chú là bản năng của tự nhiên, vẻ đẹp của chú là vẻ đẹp của tự nhiên ban tặng. Cho nên trong con người của chú luôn luôn khao khát tự do. Bản năng tự do cũng là một trong những bản năng của loài vật. Và chính vì vậy chú Khiếu đã có lần sổ lồng đầu tiên. Vậy thì chúng ta có thể nhìn thấy trong văn bản những cái chi tiết nói về cái hành động sổ lồng của chú Khiếu. Đó là gì? Là chú vù đi, chú giang cánh bay thẳng lên bầu trời như một mũi tên. Đây chính là hành động của sự tự do, sự dứt khoát, sự khao khát được giải phóng đến mãnh liệt. Và chú mong muốn được trở lại thế giới của mình. Và thái độ của gia đình nhân vật tôi khi mà chú Khiếu bay mất đó là gì? Đầu tiên thì ngạc nhiên, rồi ngồi phịch xuống ghế. Ai cũng thấy thiếu vắng, trăn trở, thao thức. Vì sao lại có cái tâm trạng, có cái thái độ này? Bởi vì chú Khiếu đã bị nhốt quá lâu. Chú Khiếu trở thành một vật không thể thiếu trong gia đình, là một món đồ chơi, là một thành viên trong gia đình. Và đây chính là những cái chi tiết thể hiện sự lo lắng, sự nhớ nhung và cảm giác của sự mất mát một vật mình đang sở hữu. Tuy nhiên thì lần sổ lồng này của chú Khiếu là một lần sổ lồng thành công, nhưng chú vẫn quay lại. Vì sao? Chúng ta hãy cùng xem kết quả của cuộc sổ lồng. Đó là buổi chiều hôm sau, khi trời vừa chạng vạng thì chú trở về. Đặc biệt cái chi tiết miêu tả cái tiếng hót của chú. Nếu như ban đầu tiếng hót là điểm nhấn của cái chú Khiếu này, tiếng hót vui sao xuyến, thì bây giờ tiếng hót của chú khi mà sổ lồng rồi lại quay về là tiếng hót buồn thảm như đứa con bỏ hoang hối hận trở về. Đó là tiếng hót của nỗi buồn, của sự thất vọng, của sự hối hận đan xen. Và có thể thấy rằng vì sao chú Khiếu lại trở về thì tác giả cũng đã đưa ra một lý do giải thích rất rõ ràng ở trong phần sách giáo khoa. Đó là gì? Là cái lồng này đã giam hãm đôi cánh của chú quá lâu, khiến cho đôi cánh của chú chới với trước cái lồng ngực lớn lao của tự nhiên. Và chú phải ngộp thở trước cái cảnh mênh mông của trời đất. Rồi chú thấy cô đơn nhỏ bé trước bầu trời. Như vậy có thể thấy rằng cái lồng chính là nơi an toàn. Sống trong cái nơi an toàn đấy, chú Khiếu dường như đã bị quen thuộc. Chú bỗng thấy mình nhỏ bé trước bầu trời bao la, thấy cô đơn khi không tìm thấy được một sự quen thuộc trước cuộc sống của tự do. Và cái mà chú Khiếu nhận thấy, chú Khiếu cảm thấy và chú Khiếu thể hiện qua tiếng hót của mình là nỗi buồn, là sự thất vọng khi trở về, khi mà nhận ra rằng mình không thuộc về nơi đó, nơi mà có sự tự do. Và qua cái lần sổ lồng đầu tiên, chúng ta tưởng chừng rằng chú Khiếu sẽ không bao giờ bay đi nữa. Bởi vì chú yêu thích cái lồng đấy, chú quen với môi trường sống an toàn trong cái lồng đấy. Chú đã bị thế giới của tự do gạch tên rồi. Nhưng chú Khiếu vẫn còn lần sổ lồng thứ hai và không quay trở lại. Vậy thì nguyên nhân nào khiến cho chú sổ lồng lần thứ hai? Chúng ta sẽ khám phá sau khi mà chúng ta tìm được những cái chi tiết trong cái văn bản thể hiện được điều đó. Đầu tiên, lần sổ lồng thứ hai của chú Khiếu thì thái độ của gia đình nhân vật tôi như thế nào? Không còn lo buồn như trước. Đoán rằng thế nào nó cũng quay về. Thằng lớn thì treo cái lồng ra ngoài trời đợi. Đợi vì tin rằng chắc chắn rằng chú Khiếu này cũng sẽ quay về và chui vào lồng thôi. Còn thằng út thì háo hức tìm chỗ rình xem. Nhưng hành động của chú Khiếu lúc này là gì? Đầu tiên cũng giống như lần thứ nhất, bỏ nhà ra đi. Chúng ta sẽ dùng cái từ là bỏ nhà ra đi bởi vì cái lồng chính là ngôi nhà của chú Khiếu. Lần đầu tiên mà sổ lồng ra đi thì chú Khiếu quay trở về. Lần này cũng vậy, chú Khiếu đã trở về để hót chuỗi dài báo tin sự trở về và lao xuống. Nhưng sự thay đổi đã bắt đầu từ khoảnh khắc mà chú lao xuống. Đang lao xuống thì nghe thấy tiếng hót của con chim lạ.
và quyết định của chú Khiếu đã có sự thay đổi. Khi mà chú nghe thấy tiếng của con chim lạ, chú đã ưỡn ngực, dựng ngược đôi cánh, xiên thẳng lên cái nền xanh của bầu trời. Chúng ta hãy cùng quan sát những chi tiết miêu tả cái khung cảnh mà chú Khiếu thay đổi quyết định của mình. Khi nó lao xuống đến lưng chừng thì trên trời bỗng vang lên tiếng hót của một con chim trời. Tiếng hót của con chim ấy lạ, tôi nghe thảnh thơi hơn và dịu dàng hơn. Chắc là con chim mái, tiếng con chim trời ấy đã cứu con Khiếu nhà. Đang lao thẳng xuống vực thẳm của chiếc lồng thì nó bỗng ưỡn người, dựng ngược đôi cánh, xiên thẳng lên cái nền xanh thẳm của bầu trời. Thế là con trước con sau như hai mũi tên đen đuổi nhau lượn vòng trên tán cây, vừa lượn đuổi vừa hót. Rồi từ xa hai con chim vụt bay đến nhau. Khi vừa đến bên nhau thì chúng dựng cánh cùng vút thẳng lên trời cao, rồi xòe cánh, cánh kề cánh nương bay lượn, vừa bay vừa hót, tiếng hót của đôi chim rộn rã, quấn quýt như tiếng cười tiếng khóc, vân vân. Đó là những chi tiết thể hiện cái sự thay đổi của chú Khiếu. Và chú Khiếu khi gặp được đồng loại của mình đã cùng đồng loại như hai mũi tên đen đuổi nhau lượn vòng, vừa lượn vừa hót. Và có lẽ rằng hạnh phúc của chú Khiếu khi được gặp đồng loại của mình được miêu tả một cách rõ nét nhất thông qua chi tiết rằng đôi chim vừa bay vừa hót, tiếng hót rộn rã, quấn quýt như tiếng cười tiếng khóc rối rít của đôi tình nhân hàng thế kỷ mới gặp nhau, vừa xôn xao vừa vang động cả trời chiều. Tiếng hót chính là âm thanh của tiếng lòng của chú Khiếu. Vậy thì tiếng hót lúc này là tiếng hót của sự rộn rã, của sự quấn quýt, của tiếng cười hòa lẫn với tiếng khóc. Đó là sự cao trào của niềm hạnh phúc. Đó là niềm hạnh phúc giống như đôi tình nhân hàng thế kỷ mới gặp nhau. Và chúng ta thấy rằng trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc khi tìm được đồng loại của mình, chú Khiếu đã không trở lại cái lồng chật hẹp ấy nữa, mà chú đã bay về với thế giới tự do, đúng không nào? Và đây chính là hình ảnh đẹp đẽ, hình ảnh chú Khiếu đã sổ lồng bay đi. Con Khiếu đã có một sự thay đổi rất nhanh chóng khi mà nghe được tiếng hót của đồng loại, và hạnh phúc tự tin khi mà nghe được tiếng hót của tình yêu. Và chính cái tiếng hót của tình yêu, tiếng hót của đồng loại đã khiến cho chú có dũng khí để về với thế giới tự do và đủ bản lĩnh để sải cánh bay khỏi chiếc lồng chật hẹp và êm đềm. Và đây chính là một hình ảnh mang tính triết lý trong câu chuyện. Chúng ta sẽ sang phần thứ tư, phần tổng kết những nét chính về nội dung và nghệ thuật. Về nội dung thì đây là một câu chuyện thể hiện về sự khao khát tự do của chú Khiếu, và động lực để chú trở về với tự do chính là tình yêu, là đồng loại. Và qua đó thì tác giả đã kín đáo gửi gắm những triết lý sâu xa của cuộc sống. Nghệ thuật ở đây, tác phẩm rất thành công với lối kể chuyện giản dị, lời văn thì nhẹ nhàng, và ngôi kể ở đây là ngôi kể thứ nhất. Bút pháp của Nguyễn Quang Sáng được thể hiện một cách rất rõ nét, đó chính là ngòi bút miêu tả rất tinh tế, mà cụ thể chúng ta thấy được thông qua những chi tiết miêu tả về chú Khiếu, đặc biệt là chi tiết miêu tả về tiếng hót để thể hiện cái tâm trạng niềm khát khao của chú Khiếu. Như vậy, cô trò chúng ta đã cùng nhau khám phá văn bản Con Khiếu Sổ Lồng. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học ngày hôm nay và hẹn gặp lại các em trong những bài học lần sau. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.